có sử dụng cái bộ sản phẩm của mình á, là cái dàn đọt nó ra này. Nó ra rất là đẹp, ra đẹp từ dưới lên trên nha, ra đẹp từ dưới lên trên đó. Với mình là ra thế này mới gọi là đọt sầu riêng á, chứ ra mà khẳng khẳng thì thôi thua. Hãy cho các bạn trở lại với kênh của mình, kênh Kỹ sư Thái giải pháp cây trồng, và mình là Kỹ sư Thái. Nay là thời tiết lúc này là đang vô mùa bão, và những vườn mà trồng sầu riêng đối với những vườn mà mới trồng á thì nhiều khi nó phát triển tốt thì nó bình thường phải không, nhưng mà các bạn không mình nừ là có cách nào để làm cho sầu riêng nó ra đọt một cách liên tục, hay là sao cây của tôi nó không có phát, nó cứ ra đọt hằng hằng, nó ra đọt lần có nheo nheo chừng có một cặp lá, thậm chí lâu lắm nó mới ra được một đọt. Và khi nó ra đọt á, nó không có dãnh lên mà nó co xuống hết rồi, nó không dãnh. Với mình á, đọt sầu riêng ra là phải làm sao cho ra nó dãnh và ra một lần ít nhất phải từ 2 tới 3 cặp lá thì như vậy mới gọi là đọt sầu riêng. Chứ ra một lần mà chúng chúng như vậy á, các bạn biết không, nuôi nó rất là lâu lớn và mình mất thời gian lắm. Nhưng mà đây là cái giải pháp mà mình muốn chia sẻ các bạn, là làm sao để cho sầu riêng nó ra đọt đối với trong thời tiết khắc nghiệt. Một là trong khô hạn là nắng gắt, thứ hai là thời tiết nó mưa bão như thế này ha. Thì ví dụ như đây là cái vườn mà mình đang tư vấn kỹ thuật, và mình hôm rồi mình có chia sẻ các bạn là vườn này có hệ thống bét tưới ha. Nhưng mà quan trọng nhất là có hệ thống bét tưới vào một cây từ 1 tới 2 bét đối với khoảng cách trồng như thế này, đối với khoảng cách mà bét tưới như thế này là đạt ha. Còn về dưới gốc thì mình có chia sẻ hôm rồi đối với vườn này á, là dùng cái hũ cơm Marathon On Ground 1246 ở dưới gốc, cứ định kỳ từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi bón một lần. Và ở trên lá thì mình chia sẻ các bạn là bộ thuốc phun để cho ra đọt đồng loạt. Cái bộ thuốc mà mình đang cho vườn này để xài á, để cho ra đọt đồng loạt được như thế này, các bạn thấy đọt một lần ra nó ít nhất từ 2 tới 3 cặp lá. Thì cái bộ thuốc này hai thứ. Thứ nhất á, là cái Mentus nhân sâm cây trồng. Thì mình đã có giới thiệu rất là nhiều lần ở những cái video clip trước rồi. Cái Mentus là cái gì? Nó là một sản phẩm, nó mà là thứ nhất đó là sản phẩm kích kháng cây trồng ha. Ngoài nó trị bệnh ra, nó còn kích kháng làm cho cây khỏe, cây sung. Cái sản phẩm thứ hai nó tên là Gut AA, hay mình còn gọi là amino acid. Cái sản phẩm này á, nó tên là amino acid 100% từ thực vật. Và khi sử dụng cái hai cái sản phẩm này nè thì cái đọt nó như thế này các bạn, đọt nó ra nè, nó ra từ trong ra ngoài, nó ra từ đọt dưới, nó ra từ cành dưới, nó ra tới cành trên, và lá nó ra rất là phè. Đối với mình á, đọt sầu riêng ra một lần á là phải ra hẳn, thứ hai á là nó phải ra dãnh lên hẳn và dãnh lên ha, chứ không phải co xuống là cái đầu rễ nó có vấn đề. Còn như thế này là ra đồng loạt, và mình sẽ cho các bạn coi những cái cây khác. Cái bộ sản phẩm này nè, mình đang tư vấn cho khách hàng để xài để cho cây nó được ra đọt đồng loạt. Thì á, không riêng gì cây nhỏ, đối với cây nhỏ là cây như thế này ha, cây trồng 6 tháng thì vẫn xịt xài được, và cây lớn vẫn xịt được bình thường ha. Cây lớn vẫn xịt được bình thường, ví dụ như cây 3 năm, chứ không thấy nó là cây nhỏ các bạn xịt được rồi cây lớn xịt thuốc khác, không phải. Cây này, cái bộ sản phẩm này xài cho được cả cây nhỏ và cây lớn đối với cây sầu riêng. Và nếu các bạn có xài trên những cây trồng khác, ví dụ như trên mai hay là trên lan á, vẫn xài tốt bộ này ha. Thì cái Mentus này, cái liều là một chai 100cc cho 200 lít nước. Và cái liều thứ hai là cái Rut AA này, một chai này một xị 250cc xài cho 200 lít nước. Nghĩa là một bộ này nè xài cho 200 lít nước các bạn ha. Và giá là 149, và giá cho này là 90.000 là phun để được dàn đọt như thế này. Và khi đọt như thế này rồi, các bạn có thể cộng chung với sâu gầy đồ bình thường ha, chứ để nó đọt ra thái nó không chịu, không có cộng sâu gầy đồ vô á rồi nó tém đọt hết.